Ok, chào các bạn nha. Thì bữa nay mình sẽ test cái mic thu âm không dây nha các bạn. Mic thu âm không dây này là cái giá nó rất bình dân nha. Thì cái giá của nó là có mấy trăm ngàn thôi. Bây giờ là mình đem về mình thử test cái chất lượng của âm thanh thu sóng của nó như thế nào nha. Thì bây giờ thì trong cái đây thì nó có cái hai cái mic, cái này để dành cho iPhone nha các bạn. Đây, cái này thì mình gắn vô cái điện thoại của mình, còn hai cái mic này để mình thu âm. Đó, nó hai cái mình các bạn xem rõ nha. Thì cái này trong cái này nó có cái hai cái mic, một cái thu âm cái đầu chui này mình ghim vô cái iPhone, nó có hai loại là một cái ghim vô cái Android, một cái ghim vô cho iOS các bạn. Thì trong đây nó có cái hộp này, cái hộp này là nó có cái cọng cáp sạc nha các bạn, cáp sạc mình ghim vô đây nè. Đó, ghim vô đây nha. Đó, ghim vô cái này. À, khi mình xài thì ở dưới đây thì nó có cái nút nguồn, khi mà mình xài thì mình bấm lên, nếu giữ lên thì nó sẽ hiện lên cái nháy nháy gì nè các bạn. Đó. Tắt mình cũng vậy luôn, tắt thì mình sẽ nhấn một cái nút nguồn ở đây thì nó sẽ tắt ha, nếu giữ lại đó, nó sẽ tắt. Còn ở đây nó có cái giấy hướng dẫn các bạn, giấy hướng dẫn này nó viết chữ tiếng Anh, nên mình xem theo cái hình này hay là để mình dịch rồi mình xem nha. Bây giờ là mình test cho các bạn xem thì âm thanh như thế nào nha. Thì cái chất lượng thu âm có giống như cái nhà mà sản xuất người ta đưa ra không nha. Thì bây giờ thì các bạn xem mình thu âm nó có khả năng nó thu sóng phát âm được bao nhiêu mét nhé. À, thì bây giờ mình bắt đầu đi nha các bạn. Bạn thử xem coi nó đi được bao nhiêu mét nhé. Thì cái nhà của mình ở đây á, thì đây từ đó là trên 20 mét rồi. Từ nhà trước mình ra tới nhà sau này nó là 20 mét rồi. Thì bây giờ là mình đi mình thử xem theo cái thông số mà nhà sản xuất người ta đưa ra á, thì cái mic này có thể là thu sóng là 20 mét. Thì bây giờ mình đi xem như thế nào nhé. Thì bây giờ thì không biết là các bạn nghe có rõ hay không. Một lát á, thì mình upload lên á, video á, thì mình mới nghe cái tiếng nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đi nhé. Đó. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét. Đây là 5 mét rồi các bạn. 5 mét. Bây giờ là mình đi là cái lưng, mình quay cái lưng lại nè, như là cái vật cản nha các bạn. Đó, vật cản. Tới đây là 12 mét rồi nha các bạn. Đó. Thì không có biết là nghe có rõ hay không, thì một lát thì chúng ta sẽ up lên thì chúng ta sẽ rõ thôi cái thông số như thế nào nha. Với cái mic thu âm là cái giá rất bình dân như thế này dành cho các bạn mà mới làm, mới tập làm YouTube á, thì chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta mua mấy cái mic như thế này thì nó có chất lượng hay không. Khi mà một lát thì mình sẽ audit video lên máy tính á, thì chúng ta sẽ rõ cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nha. Bây giờ mình đi tiếp nhé. Cái vật cản của mình là ở phía sau lưng nè. Đó. Bây giờ xa dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ là tới đây chắc 20 mấy mét không ta. Từ nhà trước mình ra tới đây nè. Khoảng 22 mét nha. Nhà trước là khoảng 12, 13 mét rồi đó. Cái nhà sau khoảng 10 mét. Đó, bây giờ mình đi vô ở đây. Đi vô trong nhà luôn nha các bạn. Không biết là mình đi một vòng vô trong nhà luôn á đó. Đó là cái vật cản, cái tường nhà với cái vách nhà mình luôn á. Thì bây giờ mình đi ngược lại nha. Đó, mình đi ngược lại tới đây là 12 mét nè. Đó, bây giờ mình đi ngược lại nha. Thì một lát thì mình sẽ đánh giá được cái chất lượng video mình thôi. Rồi, cái này là cái mic, này là mic thu âm không dây nha các bạn. Thì bây giờ là mình đã test xong một vòng là khoảng 22 mét rồi.
22 mét rồi, không biết chất lượng mà từ xa hồi nãy khi mà mình đi ra xa bức tường á có nghe hay không, một lát là mình sẽ biết nhé. Rồi video mình xin kết thúc nha các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, bye bye.